Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm và dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo Rodong Sinmun, Triều Tiên vào hôm 28 tháng 1 đã phóng tên lửa hành trình chiến lược Pungwasa 331 từ một tàu ngầm. Tên lửa đã đánh trúng các mục tiêu định trước trên một hòn đảo ở vùng biển phía đông Triều Tiên sau khi bay khoảng 7.421 giây đến 7.445 giây. Trong khi đó, bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA khẳng định vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm nói trên không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với an ninh của các nước láng giềng và không liên quan tới tình hình khu vực. Từ phía Hàn Quốc, quân đội nước này tuyên bố đã phát hiện Bình Nhưỡng phóng một số tên lửa hành trình vào khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 1 về vùng biển ngoài khơi cảng Sinpo. Hôm 24 tháng 1, Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận phóng thử tên lửa hành trình mới Pungwasa 331. Theo Bình Nhưỡng, đây là một nỗ lực nhằm tăng cường năng lực của tên lửa mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Tên lửa hành trình bay ở độ cao thấp và có nhiều phương án điều khiển, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn. Giới chức Mỹ thông báo 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 25 quân nhân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực Đông Bắc Jordani gần biên giới với Syria. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho hay, vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm qua 28 tháng 1 theo giờ địa phương, nhằm vào tháp 22 tại Jordani, gần biên giới với Iraq, gây ra thương vong lớn. Theo một số quan chức, hiện khoảng 34 binh sĩ vẫn đang được theo dõi chặt chẽ, do có thể bị chấn thương sọ não. Đề cập đến vụ việc, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục thực thi cam kết về các cuộc chiến chống khủng bố và sẽ buộc mọi đối tượng liên quan đến vụ tấn công phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và cách thức do Washington quyết định. Trong khi đó, phía Jordani cùng ngày tuyên bố, vụ tấn công trên xảy ra tại căn cứ Al-Tanf của Mỹ ở đông nam Syria gần biên giới với Jordani. Cũng trong hôm qua, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tuyên bố đã sử dụng UAV để tấn công quân đội Mỹ tại 3 địa điểm ở Syria, trong đó có 2 căn cứ ở gần ngã ba biên giới giữa Iraq, Syria và Jordani, song chưa rõ liệu nhóm này có ám chỉ vụ tấn công trên hay không. Theo Lầu Năm Góc, các lực lượng Mỹ cùng đồng minh ở Syria và Iraq đã trở thành mục tiêu của hơn 150 vụ tấn công kể từ giữa tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Người phát ngôn cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA tại dải Gaza, ông Adnan Abu Hasna cho biết, cơ quan này chỉ còn đủ nguồn lực để cung cấp các dịch vụ cho người dân ở dải Gaza tới cuối tháng 2. Tuyên bố được đưa ra sau khi một số quốc gia thông báo tạm dừng hỗ trợ cho UNRWA. Ông Hasna cam kết UNRWA sẽ tiếp tục phân phát bột mì cho các gia đình phải rời bỏ nhà cửa tới trú ẩn tại các trại tị nạn tạm thời ở thị trấn Rafah. Ông Hasna cũng cho rằng quy định của Mỹ và một số quốc gia khác về việc đóng băng các khoản tài trợ cho UNRWA là thảm họa. Đại diện cơ quan Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, tình trạng thiếu kinh phí sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới công tác cung cấp các dịch vụ thiết yếu ở cả dải Gaza, bờ Tây và các trại tị nạn của người Palestine ở những quốc gia khác trong khu vực. Ông cũng khẳng định, cơ quan này đang tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về cáo buộc của Israel đối với một số nhân viên của UNRWA. Cùng ngày 28 tháng 1, trong cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc UNRWA, Ngoại trưởng Jordani đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục viện trợ cho UNRWA vì vai trò không thể thiếu được của cơ quan này trong hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho hơn 2 triệu người dân Palestine đang phải đối mặt với thảm họa. Đồng quan điểm với Jordani, Na Uy và Ireland cũng đưa ra động thái tương tự khi khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ UNRWA. Trước đó, Mỹ, Anh, Italia, Australia, Canada, Phần Lan, Hà Lan và Pháp đã đình chỉ tài trợ cho UNRWA sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này liên quan tới vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan sẽ bước vào vòng tranh cử thứ hai vào ngày 11 tháng 2 tới đây, sau khi xác định được hai ứng cử viên là cựu Thủ tướng Alexander Stubb thuộc Đảng Liên minh Quốc gia Trung hữu cầm quyền và cựu Ngoại trưởng thành viên Đảng Xanh Pekka Haavisto. Ngày 28 tháng 1, các cử tri Phần Lan đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới. Với tất cả số phiếu được kiểm, ông Alexander Stubb giành được 27,2% số phiếu bầu, trong khi đó ứng cử viên Pekka Haavisto giành được 25,8% số phiếu ủng hộ. Tỷ lệ cử tri Phần Lan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này là 71,5%. Ông Stubb từng là Thủ tướng Phần Lan trong giai đoạn 2014 và 2015, trong khi ông Haavisto cũng từng giữ một số chức vụ bộ trưởng trong nội các. Ở Phần Lan, Tổng thống là người đứng đầu nhà nước, là chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang, phối hợp với chính phủ chỉ đạo chính sách đối ngoại. Hiện bối cảnh địa chính trị có nhiều biến động ở châu Âu, được cho là mối quan tâm chính của người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này.
Niger, Mali và Burkina Faso hôm qua đã ra tuyên bố chung, thông báo việc ba nước này rút khỏi cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, còn gọi tắt là ECOWAS. Tuyên bố chung được công bố trên đài truyền hình quốc gia Niger, trong đó bày tỏ thất vọng rằng ECOWAS không thực hiện được những ý tưởng đề ra khi tổ chức này được thành lập. Người phát ngôn chính quyền Niger cho rằng ECOWAS đã không hỗ trợ được cho các quốc gia Tây Phi này trong cuộc chiến chống lại khủng bố và tình trạng bất ổn. Niger, Mali và Burkina Faso là ba quốc gia hiện có chính quyền quân sự sau các cuộc đảo chính kể từ năm 2020 đến nay và đều đã bị ECOWAS đình chỉ tư cách thành viên, trong đó mới nhất là Niger vào tháng 12 năm 2023. Ba nước đã ký thỏa thuận phòng thủ chung vào tháng 9 năm ngoái, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một thành viên bị tấn công. Thiếu giáo viên đang là thực trạng đau đầu đối với ngành giáo dục tại Australia. Tại bang New South Wales, bang đông dân nhất của nước này, chính quyền bang thậm chí đã phải xây dựng chương trình để kêu gọi các giáo viên về hưu quay trở lại làm việc. Theo đó, những giáo viên đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021 có thể quay lại làm việc bán thời gian và được hưởng lương. Nếu ở vùng nông thôn thì sẽ được trợ cấp thêm 28.000 đô la Australia trong một năm. Bên cạnh đó, chính quyền bang cũng ban hành kế hoạch trị giá 20 triệu đô la Australia để nâng cao kỹ năng giảng dạy cho các giáo viên nhằm thu hút thêm nhiều người theo nghề dạy học, đồng thời mở rộng cơ hội để chuyển các giáo viên tạm thời sang chính thức. Trước đó, vào cuối năm ngoái, bang New South Wales cũng nâng mức lương tối đa cho giáo viên lên đến hơn 122.000 đô la Australia một năm để khuyến khích họ ở lại với nghề. Giới chức hy vọng các chính sách này sẽ giúp gia tăng số lượng giáo viên tại các trường học trong thời gian tới. Theo ước tính của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc UN Tourism, du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn từ cú sốc COVID-19 trong năm nay, nhưng khu vực châu Á-Thái Bình Dương chậm hơn so với các điểm đến khác nếu tính theo số lượng khách du lịch. Trên toàn cầu, doanh thu du lịch trong năm 2023 đạt 1.400 tỷ đô la Mỹ, phục hồi khoảng 93% so với năm 2019. Dẫn đầu xu hướng phục hồi là khu vực Trung Đông, với lượng du khách đến tăng 22% so với 4 năm trước đó. Theo UN Tourism, so với năm 2019, lượng khách du lịch năm ngoái đã phục hồi tới 94% ở châu Âu, 96% ở châu Phi và 90% ở châu Mỹ. Tuy nhiên, du lịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới phục hồi 65%, trong đó Maldives và Fiji là những điểm đến được yêu thích. Quá trình phục hồi cũng diễn ra chậm ở Đông Bắc Á, bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc, khi nhu cầu du lịch phục hồi khoảng 55% so với năm 2019. Mặc dù triển vọng tích cực, nhưng cơ quan này cũng lưu ý, quá trình phục hồi bền vững của ngành du lịch sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể, bắt nguồn từ rủi ro địa chính trị. Thưa quý vị, ở Trung Quốc có một ngôi làng được gọi với cái tên làng Cung Phu, đó là làng Cam Khê Động, thuộc huyện Thiên Trụ, tỉnh Quý Châu. Ngôi làng này ẩn mình sâu trong núi rừng hàng trăm năm qua, luôn duy trì truyền thống luyện võ, nhờ vậy mà gây dựng được nền võ thuật vô cùng phong phú. Mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm ngôi làng đặc biệt này trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Làng Cam Khê Động có 112 hộ gia đình với dân số hơn 500 người. Ngôi làng được thành lập từ thời Hồng Vũ của nhà Minh. Tương truyền khi đó có một nhóm người Giang Tây khi đi tị nạn đã phát hiện ra nơi này. Thấy địa hình núi cao rừng rậm, suối thác hùng vĩ, họ quyết định chọn nơi đây làm chốn lánh nạn, sinh tồn. Kể từ đó, người dân sinh sống tách biệt với bên ngoài, mọi sinh hoạt hầu như đều tự cung tự cấp. Chính vì không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, nên kinh tế của làng Cam Khê Động không phát triển, có đến quá nửa số hộ gia đình nằm trong diện nghèo. Năm 2015, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mà một con đường nhựa dẫn vào làng đầu tiên đã được xây dựng. Kể từ đó, hoạt động du lịch văn hóa ở đây cũng phát triển hơn, truyền thống võ thuật của Cam Khê Động cũng được biết đến rộng rãi. Tại nơi đây, du khách có thể dễ dàng thấy được hình ảnh người đàn ông trung niên đi chân trần trên con đường trải đá, những người già độ tuổi 60, nhẹ nhàng mang vác đồ đạc nặng hàng chục cân, thanh niên say sưa luyện võ bên thác nước hay những đứa trẻ đu cây như sóc. Tôi năm nay 75 tuổi, tôi đã tập luyện cung phu từ năm 16 tuổi. Giờ đây, tối nào sau khi ăn cơm, trước khi tắm, tôi cũng phải luyện vài hiệp. Đó là sở thích của tôi và cũng giúp tôi rèn luyện sức khỏe. Năm nay tôi 68 tuổi, người trong làng chọn tôi làm thầy dạy võ. Tôi kiên trì với công việc bởi vừa muốn rèn luyện sức khỏe, vừa muốn đào tạo thế hệ kế tục. Nếu không luyện tập, thế hệ sau hỏi, tôi sẽ không biết phải trả lời thế nào. Tôi muốn truyền lại cho thế hệ sau. Tôi là thầy dạy võ trong làng, là đời thứ ba của nhà họ Yuan. Tôi muốn liên tục phát triển bản thân và giới thiệu cung phu của làng tôi đến với toàn thế giới. Theo chia sẻ của võ sư trong làng, thì môn cung phu được lưu truyền ở đây có từ hơn 600 năm trước. Người luyện tập có thể kết hợp tập luyện với nhiều vũ khí khác nhau.
Cả làng chúng tôi đều luyện một loại công phu, đó là lục gia quyền, mâu, giản, xích, côn. Chúng tôi học cách sử dụng những vũ khí này. Chúng tôi bắt đầu dạy trẻ con từ 6, 7 tuổi. Đầu tiên học cơ bản, sau mới dạy thủ pháp, quyền pháp, côn pháp. Con trai đều phải học, con gái thì dần thích học. Người dân làng không bị ốm vặt, đều sống thọ hơn 80 tuổi. Điều đặc biệt là người dân dù võ nghệ cao nhưng không đề cao bạo lực. Các thế hệ đều được dạy rằng võ nghệ là để phòng thân, tự vệ khi gặp kẻ thù, thổ phỉ, thú dữ. Dân làng chung sống với nhau rất hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra đánh nhau, trộm cắp, hỏa hoạn hay các sự cố khác và không bao giờ phải đóng cửa nhà vào ban đêm. Ngoài du lịch văn hóa, người dân còn tập trung phát triển nông nghiệp, trồng nhiều loại cây đặc sản như hoa cúc cung phu, bưởi phượng, du trà. Kể từ đó, thu nhập của họ được nâng cao, đời sống cũng cải thiện đáng kể.